Chương một. Quái lão nhân, tử phong tử ngày 1 tháng 5 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com PS Sách mới công bố, cầu thu gom, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ ha Thiếu thất sơn dưới, một tòa thành nhỏ bên trong đông phương vân đổi một thân mới tinh trường bào màu trắng, đi ra khách sạn cửa lớn Nhìn lướt qua thiếu thất sơn phương hướng, trong lòng không khỏi lo lắng Thời gian này, cũng không biết thiếu lâm tự có hay không cửu dương thần công hắn gọi đông phương vân đến từ trái đất hai tháng trước tỉnh lại sau giấc ngủ không tên xuyên việt đến nam tống thời đại cái khác người xuyên việt xuyên việt sau không phải pháp bảo chính là hệ thống đông phương vân nhưng là cô độc không có bất kỳ ngón tay vàng tồn tại lúc đầu hắn cho rằng xuyên việt thời không trở lại cổ đại nhưng cũng trong lúc vô tình nghe được một chút giang hồ nhân sĩ đàm luận lên hoa sơn luận kiếm giang hồ ngũ tuyệt mới biết chính mình xuyên việt đến xạ điêu anh hùng truyền thế giới. Bởi vì xuyên việt ở núi trung nam, hắn vốn định bái sư toàn chân giáo, mưu đồ trong cổ mộ cửu âm chân kinh, nhưng mà bị toàn chân giáo cự tuyệt ở ngoài cửa, bởi vì tuổi tác hắn quá to lớn, đã không thích hợp luyện võ, bất đắc dĩ, đông phương vân chỉ được ngược lại đưa mắt tìm đến phía thiếu lâm tự. cái kia trong truyền thuyết cửu dương thần công. trải qua một phen an bài, chuẩn bị sau, đông phương vân đi đến thiếu thất sơn dưới. Dựa theo kế hoạch của hắn, như không thể tiến vào tàng kinh cát, liền bái vào thiếu lâm tự môn hạ tùy thời mà đồng. Chỉ là để hắn lo lắng chính là, giờ khắc này vị kia vô danh tăng người là phủ đem cửu dương thần công ở lại trong tàng kinh cát. Nếu là không có, muốn học được cái khác thường thừa võ công liền khó khăn. Đông phương vân một bên trầm tư, một bên đi ra ngoài thành, bỗng nhiên bên cạnh người bị người va vào một phát. Tôi, Đông phương vân nhìn lại có một lão già ngã trên mặt đất kêu trên. Ồ, hắn khẽ nhíu mày, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Đây là một cái rất quái lạ lão nhân. Hắn mặt mũi nhăn nheo, dáng dấp già nua, ăn mặc trách trách rưới rưới đạo bào, dính đầy bùn đất cùng đầy vết bẩn, trên người còn mơ hồ tỏa ra một luồng mùi thối, tự hồ là cái đạo sĩ thúi, quái gì chính là, hắn giữ lại một người đầu trọc, đỉnh đầu còn đốt mấy cái giới ba, vừa giống như là cái hòa thượng hơn nữa hắn một đôi lông mày trắng nõn như tuyết, có tới thước trường. Người này. Đông Phương Vân trong lòng có một loại không nói ra được quái gì. Công tử, xin lỗi, tiểu nhân không phải cố ý, lúc này, ông già kia bỗng nhiên nắm lấy hắn trường bào, dáng dấp sợ hãi, vẻ mặt hoang mang, run lập cập xin tha. Chỉ là bàn tay của hắn tràn đầy vấy mỡ, bùn đất, mấy lần sau khi, Đông Phương Vân mới vừa đổi trường bào màu trắng, đã là bị làm cho bẩn thiểu, dường như lăn lộn trên mặt đất quá bình thường. Đông Phương Vân khóe miệng có giật, ông già này không phải cố ý, hắn đánh có chết cũng không tin. Hơn nữa này kiều đoạn tự hồ có hơi quen thuộc, phim truyền hình bên trong truyền phát tin không biết bao nhiêu lần. Ông lão này chẳng lẽ là? Đông Phương Vân trong lòng hơi động. Lão nhân trang phục có thể không giống như là người bình thường, cũng như là một ít độc lập rất hành quái hiệp. Quái hiệp. Nghĩ đến này Đông Phương Vân ngồi sổng người xuống, cũng không để ý lão nhân bẩn thiểu hai tay cùng cả người tanh tưởi, đem hắn phù lên, cười nói. Lão nhân gia, ngươi không té chứ? Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem đại phu? Lão nhân rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức nói. Ta không có chuyện gì, chỉ là... Làm bẩn công tử quần áo, ta... Không có chuyện gì, một bộ y phục thôi, Đông Phương Vân nói. Vẫn là lão nhân gia thân thể quan trọng, ngươi vẫn là theo ta đi tìm đại phu xem một chút đi. Hắn xuyên việc sau, trên người có một ít hiện đại đồ vật, chơi một chút thủ đoàn sau, một tấm hiện đại tiền mặt liền đổi lấy mấy trăm lạng bạc trồng, tiền tự nhiên là bất khuyết. Không cần, lão nhân gia lắc đầu. Con trai của ta còn ở ngoài thành chờ ta. Vậy ta đưa ngươi đi ngoài thành, Đông Phương Vân cười nói. Lão nhân vội hỏi. Không cần, tiểu lão nhi mình có thể đi vẫn là ta đưa ngươi đi, lão nhân gia, Đông Phương Vân đỡ hắn chậm rãi đi xa. Tứ phương cả đám nhìn Đông Phương Vân bóng lưng, chỉ chỉ chỏ chỏ. Vì công tử này thực sự là người tốt, có bán món ăn lão nông than thở. Đúng đấy, thói đời người tốt cũng không nhiều. Đỡ lão người đi tới ngoài thành, Đông Phương Vân hỏi. Lão nhân gia, con trai của ngươi ở nơi nào? Ta nào có cái gì nhi tử, lão nhân bỗng nhiên nở nụ cười, cũng không không người lưng gù đứng thẳng người lên cười híp mắt nhìn đông phương vân có điều ngươi tiểu tử này ngược lại không tệ có thể làm đồ nhi ta đông phương vân có chút trận mắt ngoác mồm nhưng trong lòng là vạn phần hưng phấn chính mình thắng cược này quái lão nhân quả nhiên không đơn giản lão nhân gia ngươi đông phương vân có chút khó có thể tin quái lão nhân cười hì hì bàn tay tự như ti chớp nắm lên đông phương vân dưới chân một điểm bay lên trời, Đông Phương Vân chỉ cảm thấy dường như giống như cưỡi mây đạp gió, một lát sau lại lúc rơi xuống đất đã đến một chỗ bên dòng suối nhỏ. Như vậy khinh công, thực sự là kinh người. Tiểu tử, muốn học không? Quái lão nhân ở một tảng đá lớn trên ngồi xuống, cười hiếp mắt nhìn Đông Phương Vân. Đông Phương Vân đại hỷ, lập tức nói. Sư phụ, ngươi tiểu tử này, quái lão nhân sững sờ, tiện đà cười to nói coi như người thông minh, Đông Phương Vân khà khà cười cợt. Sư phụ, ta vẫn muốn luyện võ, có thể đều không có cơ hội. Lần này đến Thiếu Thất Sơn chính là chuyên bái sư đến. Quái lão nhân biểu môi nói. Bái sư, những hòa thượng kia gặp thu ngươi nhập môn mới là lạ. Đông Phương Vân bất đắc dĩ cười khổ. Các môn phái chiêu thu đệ tử đều ở 15 tuổi trở xuống, vượt qua cái tuổi này cơ bản liền không thu, bởi vì kinh mạch bế tắc, thành tựu có hạn không đáng lãng phí thời gian cùng tinh lực đi bồi dưỡng. Có điều toán tiểu tử ngươi số may, gặp phải bần tăng quái lão nhân trừng đông phương vân một chút. Cũng coi như tiểu tử ngươi tâm địa không sai, bần đạo cũng nhìn ra hợp mắt, biến thành người khác, lão phu liền đem này một thân sở học tất cả đều đưa vào phần mộ, cũng sẽ không truyền cho hắn. Đó là đó là Đông Phương Vân bận biểu cười nói. Nhưng trong lòng ở phỉ bán, một câu nói bên trong tự xưng thay đổi ba lần, lại là bần tăng, lại là bần đạo, lại là lão phu, quả thật là quái nhân một cái. Chỉ là hắn là ai? Trong đầu đem xạ điêu bên trong từng cái từng cái nhân vật né qua, cuối cùng có một ý nghĩ. Chẳng lẽ là hắn? Đệ tử Đông Phương Vân, còn không biết sư phụ tục danh. Đông Phương Vân thử dò xét nói. Quái lão nhân nói. Nguyên lai tên ta đã sớm đã quên, có điều 17 năm trước trùng dương chân nhân đúng là gọi ta là tử phong tử, Ta cảm thấy không sai, vì lẽ đó từ đó về sau, Bần Tăng đều tự xưng Tửu Phong Tử. Vương Trùng Dương, Tửu Phong Tử, quả nhiên là hắn. Đông Phương Vân rốt cục có thể xác định thân phận của hắn. Nguyên tác bên trong vị kia đấu rượu thắng Trùng Dương chân nhân, có thể nhìn qua Cửu Âm Chân Kinh, cuối cùng sáng chế Cửu Dương thần công vô danh tăng người. Nghĩ đến này, Đông Phương Vân trong lòng không khỏi đại hỷ, đây chính là một vị chân chính kỳ nhân không kém gì ngũ tuyệt cao thủ hàng đầu. Bái ông ta làm thầy, cửu dương thần công còn sợ học không tới. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.